một địa điểm nên đến khi check in thành phố Nha Trang ở đây. Xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn cùng đến với kênh YouTube của em, kênh Lang Thang Nha Trang. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu đến quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn một cái địa điểm nên check in tại thành phố Nha Trang. Một cái view rất là đẹp và rất là lãng mạn, thơ mộng tại đây. Dạ, và nơi em đang đứng ở đây đó là khu vực phía nam của đường Trần Phú, là đường Duy Tân cũ ngày xưa mọi người ha. Và đây là một cái nhà hàng mà em chuẩn bị khám phá ở đây và giới thiệu đến mọi người. Đây là nhà hàng Mipoco của bên quân đội, chính xác hơn là bên hải quân của thành phố Nha Trang mọi người ha. Bán rất là nhiều những cái món ăn hải sản, rồi món ăn đồng quê, rồi có cả phục vụ cơm trưa, cơm đoàn. Dạ, và điều đặc biệt ở quán này đó là một cái view hết sức là đẹp, rất là đẹp luôn mọi người. Rất là thơ mộng, rất là lãng mạn, gần biển, gió thổi rất là thoáng mát. Đặc biệt ở đây là có một cái bãi đậu xe rất là rộng. Chú bác quý cô chú anh chị các bạn, đó là bãi đậu xe máy. Và có một cái bến bãi đậu ô tô cũng rất là thoải mái, rất là rộng. Chúng ta có thể dễ dàng để mà đến với nơi này mọi người ha. Ở đây là bố trí một cái phong cảnh, một cái màu xanh rất là đẹp, hòa mình cùng với thiên nhiên. Dạ, và ở đây là khu vực Trần Phú Vĩnh Nguyên, là gần với lại chỗ Xóm Chục mọi người ha, rồi sau đó là đến với cầu đá. Dạ, bây giờ thì em xin tiến vào bên trong. Hiện tại là đang hoàng hôn cho nên là một cái màu sắc cũng rất là đẹp, mặt trời đang lặn và đèn ánh sáng đã lên đèn. Đây là cái chỗ mà phục vụ cho gia đình mọi người ha. Nếu mà mình đi đông người thì ngồi những cái bàn lục giác như thế này thì sẽ ngồi được rất là nhiều người. Phía bên trong thì bán cà phê, bán nước, lên đèn rất là đẹp. Dạ, và còn bên trong đây mọi người ha, chúng ta có thể thấy được những cái cây xanh với những cái kiểu dáng rất là đẹp. Có những cái xích đu được tạo hình cũng rất là ấn tượng. Bên đây những cái tiểu cảnh nhìn hết sức là ấn tượng luôn mọi người ha. Được trang trí rất là đẹp. Cái ngôi nhà, rồi những cái ánh đèn lung linh. Nếu mà chúng ta làm những cái buổi tiệc ngoài trời là hết sức tuyệt vời luôn mọi người ha. Ở đây là cái hồ hải sản của nhà hàng. Ghẹ. Mấy con cò mai. Cái chim. Đây cũng là cá chim nè mọi người ha. Cá rất là bự. Đây là mấy em cá mú. Ngao sò các loại. À, có cái cân nữa mọi người ha. Dùng cái cân để mình giọt ra rồi mình cân tại chỗ.
Còn đây là mặt phía ở sau. Wow, cá gì lạ mọi người ha. Cá đây cá gì em cũng không có biết. Nhìn cá nó lạ. Tôm hùm. Đây là chình mọi người ha, chình nè. Chình này mà ôm chuối, ôm cà ri là hết sảy luôn. Mấy em tôm hùm. Một cái chim bự. Cá mú. Đây là mấy em tôm ha. Tôm sú. Tôm cũng nhiều mọi người ha. Ở đây có một cái hồ bơi. Nhà hàng mà có hồ bơi là thật sự ấn tượng luôn mọi người ha. Để em đi hỏi thăm ở đây coi hồ bơi có được tắm hay không. À, phía bên đây nè mọi người. Phía bên đây là dành cho khách đoàn. Có một cái sân khấu lớn. Với lại một khoảng không ở này. Để mình làm một cái gala dinner. Ở đây mấy cái dây đèn văng là bố trí cũng đẹp quá. Hồ bơi cũng sạch, nước trong. Ở đây ánh sáng đẹp lung linh luôn mọi người. Ở đây mình vừa ăn mà vừa ngắm được cảnh biển của thành phố Nha Trang. Và đặc biệt đây là khu vực của bến bãi của Hải quân ha. Những cái tàu thuyền neo đậu. Chào em. Cho anh hỏi hồ bơi đây được tắm không? Dạ được tắm anh. Là khách ăn nhà hàng được tắm luôn đúng không? Dạ. Dạ rồi cảm ơn ạ. À. Dạ. View đẹp quá. Dạ bạn em ngồi bên kia. Dạ em thấy quán đẹp, em ghi hình lại để bà con cùng xem. Và khách du lịch thì người ta có tới thì người ta sẽ biết thêm một cái địa điểm đẹp. Dạ. Dạ. Mấy bàn bên này là khách đặt trước rồi nè mọi người ha. Tí nữa là đồng đen luôn. Ở đây là nhìn ra được cái bến tàu của Hải quân. Phía xa kia mọi người ha, phía xa kia là thành phố Nha Trang. Mấy cái khách sạn, mấy cái building đều lên đèn rất là đẹp. Đây là một chiếc xà lan cần cẩu. Phía bên kia mọi người ha, góc bên kia đó là Bảo Đại nè. Là Bảo Đại ở trên đó. Còn phía xa kia là Vinpearl. Đây là gia đình của em mọi người ha. Đây là ba vợ. Luôn đồng hành trong những chuyến đi ăn tối ở đây. Con trai. Hả? Chào mọi người đây. Dạ, con chào mọi người. Đúng rồi, chào mọi người. Đây là kinh rồi. Chào mọi người nó lại kìa. Dạ, mọi người. Ở đây mình kêu món gì vậy bà xã? Bà lúc lắc khoai. Đây là bà lúc lắc khoai tây chiên ha. Cơm chiên. Gái. Em ơi cho anh hỏi thăm với, em có thể kể sơ về những cái dịch vụ của nhà hàng mình được không em ha? Dạ, dịch vụ nhà hàng mình như là du khách đến đây mình vừa ăn uống nè, mình vừa có thể là dùng các nước uống trái cây này kia, rồi có thể là có khu vui chơi cho trẻ em ở đằng trước và có hồ bơi để cho chúng ta vừa bơi vừa ăn uống. À vui quá ha. Ở đây anh thấy view phải nói là thật sự quá đẹp, rất là thoáng mát và nhìn nó rất là thư giãn luôn.
Ở đây ngoài ra thì hải sản mình là tự sống rồi khách tự chọn rồi tự cân luôn em ha. Đúng rồi, tự chọn tự cân rồi chế biến sẵn luôn. Nhà hàng mình mở lâu chưa em? Dạ nhà hàng mở chắc cũng được hơn 2 năm rồi anh. À 2 năm rồi. Dạ. Trong cái đợt dịch vừa rồi có hoạt động không? Dạ trong đợt dịch vừa rồi thì cũng ngưng hoạt động anh ạ, tại vì à nhưng mà cái nhà hàng view đẹp cho nên là được thu hút dạ. Bởi du khách rất là nhiều ha. Rồi anh cảm ơn em chia sẻ. Em tên gì? Dạ em tên Kiều Anh. Em tên Kiều Anh ha, anh dạ. Báo với quản lý chấm em 5 sao luôn. Ừ cảm ơn em. Hồ bơi lên đèn đẹp mọi người ha. Ở trong đây thì còn một cái buổi nếu mình có thể tận dụng trong đây mọi người, có thể làm những buổi bạc ti nhỏ của gia đình ở đây, ví dụ như là birthday hay là kỷ niệm gì đấy. Dạ, và bây giờ thì em đã ngồi vào bàn thì bây giờ em xin phép là chuẩn bị review mấy cái món ăn ở đây ha con trai. Dạ hôm nay gia đình con có lộc ăn tại vì ông gọi con ba bữa ăn này. Nói thiệt chứ nếu như mà mọi người nhìn ăn ở chỗ đây mà nhìn qua view biển á, nó thơm mộng đẹp huyền ảo nha các bạn, nha mọi người. Thì ăn phải gọi là đẹp nhất Nha Trang luôn. Mình ăn ở đây mình ăn một miếng cơm nhìn ra biển phải gọi là một cảnh tượng không thể nào tả nổi, phải không á ông xạo xạo? Có không? Dạ có. Đâu quay thử dòng review để quý ông bà cô bác cùng xem nào. Dạ. Thấy đạo du lịch của nước ngoài chuẩn bị cập bến Nha Trang không? Dạ thưa mọi người, góc bên kia là trung tâm Nha Trang nha mọi người. Còn nếu như mà mọi người thấy ở phía xa kia kìa là thấy những cái thuyền nó rất là to, đó là thuyền du lịch nha mọi người. Thuyền mà nó có cái gần sáng á. Đấy. Và nếu như mọi người nhìn ở bên kia thì có thể thấy cái vòng xoay của Vinpearl nha mọi người. Còn ở bên đây là có một cái hồ bơi thì có một vài người đang tắm. Chút nữa con tắm không? À, tắm. Có mang theo đồ không? Không. Hay là tắm ướt luôn về thay đồ sau? À, tắm ướt luôn. Ok không? Chịu chơi không? Ok, chịu chơi. Rồi. Dạ và đây là một cái menu của quán mọi người ha. Để em quay chi tiết từng món để mọi người cùng tham khảo giá luôn. Ở đây là có điểm tâm sáng ha, buổi sáng phục vụ cà phê và breakfast. Ở đây là có phục vụ cơm đoàn buổi trưa luôn nè mọi người ha. Nhìn giá cả ở đây cũng rất là mềm, thật sự là không đắt so với mặt bằng chung của những quán giá rẻ tại thành phố Nha Trang luôn mọi người. Ở đây có heo tộc ngon lắm mọi người. Cái nấu gọ này nè, nấu rọ chấm với bánh mì hết sảy luôn. Đây là mấy món nước ha, món nước này ở đâu cũng vậy hết. Cái quán view rất là đẹp, thoáng mát như thế này mà giá cả thì cũng phải chăng lắm mọi người ha. Một vị trí, một địa điểm nên đến khi check in thành phố Nha Trang ở đây. Bên đây nhìn thấy được những vị trí cũng lên đèn quá đẹp luôn mọi người ha, một cái vòng xoay
của Vinpearl, đó là một đu quay. À, phía xa mọi người thấy một cái đốm sáng màu trắng, đó là một con tàu du lịch đang đến với thành phố Nha Trang của mình, họ đi xuyên thế giới đó mọi người. Biển Nha Trang mình là cũng đón được rất nhiều những con tàu vòng quanh thế giới khi mà ghé với đến thành phố Nha Trang đây. Ở xa đây là một cái trung tâm thành phố Nha Trang đang lên đèn, nhìn thật sự rất là ấn tượng. Ở đây là bàn mấy bạn nhân viên đang ra đồ mọi người ha, để mà phục vụ cho bàn bên cạnh. Ở đây mình có dịch vụ lột tôm cho khách luôn em ha, chu đáo quá. Này là lẩu hải sản nè. Rồi bà xã không cho miếng ý kiến nha. Rồi cảm giác nè. Nước rất là ngon nè. Vừa ăn. Ăn phải miếng bò. Bò mềm. Vừa miệng. Nói chung là món này ngon á. Ở đây cái ánh đèn tối tối mờ mờ ảo ảo, chứ không có sáng lắm mọi người ha. Một ánh sáng cũng rất là đẹp cho với một cái view như thế này. Bây giờ em thử dùng một miếng bò. Và em thử chấm một miếng bánh mì luôn mọi người ha. Ở đây là lẩu hải sản, người ta cho bún rất là nhiều mọi người ha, bún nhiều lắm nè, với lại rau là có rau muống, bắp chuối, giá và một ít rau đã co thêm phía dưới mọi người. Ở đây là họ có cho mình mắm mặn, nước mắm Nha Trang là ngon hết sảy luôn, hết sắc. Hiện tại là các bạn ở đây đang full người hết rồi mọi người ha. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn. Cái đèn này là cái đường cần cứu luôn.
Ở đây có cái bờ kè nè mọi người ha. Để em xuống dưới đây em khám phá thử xem. Ra đây. Đây là một cái bờ kè. Đây là có bậc tam cấp nè mọi người. Cái này nếu mình mà tới sớm á, tầm trước khi mặt trời lặn thì có thể xuống dưới biển. Dạ, quán MP Restaurant Coffee, địa chỉ là 9C Trần Phú, Vĩnh Nguyên mọi người ha, thành phố Nha Trang. Và đây là cái hóa đơn của buổi tối ngày hôm nay, chỉ có gói gọn trong 694.000, cả gia đình cùng ăn mọi người ha. À, cùng ăn cùng nhậu luôn mọi người. Có bia chỉ tính 13.000 một lon, cũng khá là rẻ luôn. Bây giờ là quán rất là đông luôn mọi người ha, hầu như là full bàn hết luôn rồi nè. Mấy cái quán, mấy cái bàn mà hồi chiều khách đặt bây giờ cũng đã tới ngồi đông hết rồi. Dạ quý cô chú anh chị các bạn ha, quán này thì em quan sát thấy là khách du lịch cũng rất là nhiều, và hầu như là không có người địa phương ở đây. Tại vì chắc có thể là người địa phương mình không có biết, cứ nghĩ là một cái nhà hàng nhìn cái view nó đẹp như thế này, nó sang trọng như thế này thì ắt hẳn là sẽ giá nó cao lắm. Tuy nhiên thì không phải gì đâu, giá rất là mềm, rất là phải chăng luôn. Thậm chí là cũng ngang bằng với những cái quán vỉa hè luôn mọi người ha. Một địa điểm mà rất là nên đến, với một cái phong cảnh quá đẹp, một cái view rất là lãng mạn, thơ mộng như này. Mọi người nên đến đây check in ha, khi đến với thành phố Nha Trang. Dạ, và đến đây thì em cũng xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý cô, chú, anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi, đã cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Đó là những cái động lực rất là lớn để cho em có thể tự tin mà ra thêm những video đặc sắc hơn nữa gửi đến quý cô, chú, anh chị, các bạn. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Trân trọng.